người phụ nữ đêm đã tìm thấy. Ở đâu? Cô ấy ở bệnh viện bị bệnh. Cô ấy muốn phá thai đứa con của anh. To gan, dám động vào con của Lệ Đình Thần tôi. Chú ý xem, người phụ nữ vô tình phát hiện ra bí mật của cô ta và bạn trai mình. Vì buồn lòng nên cô ấy đi uống rượu. Không ngờ sau khi say rượu, cô ấy lạc vào phòng của tổng giám đốc. Hai người vô tình phát sinh quan hệ. Một tháng sau, cô gái phát hiện mình mang thai. Nhưng cô ấy vừa mới tốt nghiệp, nuôi sống bản thân còn là vấn đề, chứ nói gì đến việc nuôi con. Dưới sự bất lực, cô gái không thể không phá thai. Ngay khi cô ấy chuẩn bị phẫu thuật, cấp dưới của tổng tài đã tìm đến, đưa cô ấy về nhà tổng tài. Sau khi tỉnh dậy, cô gái vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Người hầu bên cạnh cùng lúc nói xin chào. Cô gái quay đầu, một đám người đang đứng bên giường. Các cô ấy cẩn thận làm đẹp cho cô gái. Các người là ai vậy? Vân tiểu thư, việc cô muốn phá đứa bé này làm cho thiếu gia tức giận. Nhưng anh ta không tính toán gì hết, chỉ là cô phải biết, cô không đủ tư cách quyết định việc đứa bé ở lại hay bỏ đi, sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Thiếu gia đó là ai vậy? Đứa con của tôi. Tôi muốn phá thì phá. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người đang giam cầm trái phép. Mèo hoang tính khí thật mạnh mẽ. Canh chừng cô ấy thật kỹ. Nếu để cô ấy chạy mất, tôi sẽ hỏi tội các người. Vâng, thiếu gia. Thiếu gia, gần đây cô gái đó bị thai động và thường xuyên cảm giác buồn nôn. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhưng cô ấy vẫn không ngủ ngon, tinh thần rất kém. Có lẽ là thiếu sự đồng hành gây ra lo lắng trong tâm lý. Sau này mỗi đêm tôi sẽ đi xem cô ấy, nhưng đừng để cô ấy phát hiện. Ngài quan tâm đến cô ấy, tại sao không để cô ấy biết? Tôi mãi mãi sẽ không có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Vân tiểu thư, đến lúc dậy thai nhi rồi. Tuy nhiên, có một cô gái mưu mô luôn muốn kết hôn với tổng tài nên đã mua chuộc quản gia, cố ý làm hại cô gái, làm cho cô gái nghĩ rằng tổng tài muốn bỏ mẹ giữ con. Thiếu gia đã ra lệnh, đợi đến khi Vân tiểu thư sinh con, sẽ lập tức đưa đến bệnh viện tâm thần để giám sát, đừng để cô ấy ra ngoài nói lung tung. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Cảm giác này chính là sức mạnh của huyết thống sao? Tốt hơn hết là chờ cô ấy sinh con xong, hỏi cô ấy xem có muốn nuôi con cùng mình không. Là thiếu gia trong miệng bọn họ đây sao? Không được, mình nhất định phải trốn. Ngày hôm sau, cô gái lợi dụng lúc người giúp việc không chú ý, ngay lập tức chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng chỉ mới đi một vài bước đã bị cô gái mưu mô đã sẵn sàng ẩn nấp ở đó đẩy ngã. Cô gái nhanh chóng được đưa đi viện và thuận lợi sinh ra một cậu bé béo tròn. Tuy nhiên, trên đường cô gái được đẩy đến phòng, người quản gia lại ngăn lại, rồi ra lệnh cho người khác đưa đứa bé đi và đã cho phụ nữ một thẻ ngân hàng, bảo cô ấy mang tiền và nhanh chóng ra nước ngoài, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tổng tài và đứa trẻ nữa. Phụ nữ đau khổ cầu xin quản gia có thể để cô ấy nhìn con trai của mình một cái, nhưng người quản gia lại quay lưng và rời đi. Phụ nữ kéo theo cơ thể mệt mỏi rơi từ giường bệnh xuống, muốn đuổi theo người quản gia, nhưng vào lúc này một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, sau đó cô ấy ngất đi. Khi bác sĩ đi ngang qua kiểm tra mới phát hiện ra trong bụng phụ nữ vẫn còn một đứa trẻ. Trong khi đó, người quản gia đã đưa đứa trẻ kia đến chỗ tổng tài. Khi tổng tài hỏi về tình hình của phụ nữ thì quản gia lại nói rằng phụ nữ đã lấy tiền và rời đi, ngay cả đứa trẻ cũng không nhìn một cái. Tổng tài nghĩ rằng đây chỉ là một người phụ nữ lừa dối chồng và bỏ con vì tiền. Trong nháy mắt đã trôi qua 5 năm. Ngày hôm đó, tổng tài đến công ty để kiểm tra công việc, nhưng đột nhiên gặp một cô bé nhỏ. Chú, đây là thanh sô cô la của cháu. Bạn nhỏ, tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc với đứa bé này? Chú, nếu chú muốn ăn sô cô la, chú có thể tự mình đi mua. Cháu không có nhiều để chia sẻ với cháu đâu. Cháu rất thích thương hiệu sô cô la này à? Đúng, chú cũng thích à? Chú không thích, nhưng anh trai nhỏ trong nhà chú rất thích. Chú đã mua rất nhiều cho nó. Nhưng mẹ nói không được tùy tiện lấy đồ của người khác. Nhưng như vậy là được rồi. Ngoại trừ tiểu thiếu gia, chưa bao giờ thấy thiếu gia có tình yêu với đứa bé khác như vậy. Chú có thiếu vợ không? Chú có muốn xem xét mẹ cháu không? 24 tuổi, chiều cao 1m63, cân nặng 45kg, trông rất xinh đẹp.
đứa trẻ này tìm người xem mắt cho mẹ luôn rồi. Ngoan, sau này đừng chạy lung tung nữa nhé. Chú không thiếu vợ, cháu nhanh về đi, nếu không thì mẹ sẽ lo lắng. Phía này. Không phải bảo con đứng yên tại chỗ sao? Tại sao lại chạy lung tung? Chuyện gì vậy? Mẹ đừng đánh. Hãy nghe con biện hộ, con đi tìm người xem mắt cho mẹ. Không đúng, chỉ là sô-cô-la rơi mất rồi. Con đã nhặt lại cho mẹ rồi. Hộp sô-cô-la này từ đâu mà có vậy? Là chú đẹp trai đã tặng cho con. Ngày nay có rất nhiều người buôn người, đừng để bị lừa bởi những người đó. Sắp đến giờ phỏng vấn của mẹ rồi. Đến, con ngồi đây. Ngoan ngoãn ở đây đợi mẹ về. Được rồi. Tinh Tinh, chắc chắn sẽ ngồi yên ở đây. Rất tốt. Mẹ cô đơn lâu quá rồi, vẫn phải dựa vào mình, tìm cho cô ấy một người chồng tốt. Nhưng không biết tên chú đó là gì. Đợi một chút, chờ một chút. Đây là thang máy của nhân viên cấp cao. Tôi xin lỗi, tôi đi phỏng vấn nên có chút lo lắng, xin lỗi. Anh có thể giúp tôi được không? Đừng di chuyển. Giọng nói này. Sợ hãi à? Bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Đang nghĩ gì vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt. Cảm ơn. Cũng đẹp trai đấy. Vị tiểu thư này, nãy cô nói có việc gấp. Tôi thấy cô là có động cơ thầm kín, muốn bắt chuyện. Mời. Anh nghĩ anh là ai? Nhìn qua thì giống người trong hộp đêm đó, nhưng kiêu ngạo quá. Thông báo xuống. Cuộc phỏng vấn hôm nay tôi sẽ đích thân làm. Lệ tổng sẽ đích thân đến phỏng vấn đấy. Không đời nào. Tôi nghe nói anh có một con trai nhưng không có vợ. Anh ấy đích thân phỏng vấn, chắc không phải muốn tìm mẹ kế cho con trai chứ. Lệ tổng này, nghe như là đã một đống tuổi. Bụng bia, hói đầu. Chết được thì tốt quá. Làm sao lại là anh ta đến phỏng vấn vậy? Xem hồ sơ của cô tốt nghiệp từ trường kinh doanh Úa Tần. Có một chút nhầm lẫn là vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Cô đang làm giả thông tin. Xin lỗi, Lệ tổng, là do chúng tôi kiểm tra không đầy đủ. Cô chỉ dựa vào đã làm việc tại khách sạn Millet ở Đức để đến công ty tôi để ứng tuyển. Đi ra ngoài. Đừng dùng chiêu trò nhỏ nhặt này nữa. Người làm giả cả thông tin, bất kỳ công ty nào cũng không tuyển dụng. Đủ rồi. Còn có việc. Nếu nhất định phải có bằng tốt nghiệp để đánh giá khả năng của một người, chúng ta cược một ván, anh thấy sao? Làm việc 3 tháng. Tôi làm quản lý của khách sạn Vân Đường 3 tháng. Đảm bảo mỗi tháng lợi nhuận tăng 10%. Nếu tôi hoàn thành, tập đoàn Vân Đường phải tuyển tôi với lương gấp 3 lần. Anh phải xin lỗi tôi. 10%, làm sao có thể? Nếu cô không làm được, không làm được, vậy tôi sẽ bán thân cho Vân Đường 3 năm, không lấy một xu.
tùy ý anh sắp xếp. Được. Thành giao. Ngày mai là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của tập đoàn Vân Đường, nhớ đến đúng giờ. Được, không vấn đề. Bạn nhỏ, về nhà thôi. Đã làm xong Sudoku của Tinh Tinh rồi, mẹ cũng đã có việc rồi. Tuyệt vời quá. Chúng ta về nhà thôi. Nguyên lai đều đã kết hôn và có con rồi. Mạch Mạch, lâu rồi không gặp, Mạch Mạch. Trở về rồi sao không nói cho mọi người biết? Tôi nói với A Trạch một tiếng nhé. Không cần thiết đâu. Trời ơi, Mạch Mạch, không phải cậu làm phục vụ ở đây chứ? Phục vụ thì sao? Tôi làm việc đường đường chính chính. So với một số người chỉ biết tán tỉnh người khác, tốt hơn nhiều. Mạch Mạch, nghe nói cậu đã sinh một đứa bé ở nước ngoài. Không biết cha của đứa bé là ai, thật đáng thương. Dù A Trạch không muốn cậu nữa thì cũng đừng phủ nhận bản thân chứ. Thanh niên, đừng nói nhiều với cô ấy nữa. Đừng vội. Em và Mạch Mạch đã lâu không gặp, còn muốn trò chuyện với cô ấy lúc nữa. Mạch Mạch, cậu sẽ đến chứ? Ngày 18 tháng sau, tôi mong cậu làm phù dâu cho tôi nhé. Gả cho anh nhé. Gả cho anh nhé. Nhặt người tôi không muốn cũng thôi đi. Chiếc nhẫn này cũng không biết đổi một cái khác sao? Cô thích làm tiểu ba à? Mạch Mạch, tôi nói cho cô biết, người không được yêu mới là người thứ ba. Tôi và A Trạch là tình yêu đích thực. Thật sao? Mạch Mạch, cô đừng quá đáng. Nếu không phải thanh niên lòng rộng lượng, chuyện này tôi chưa xong với cô đâu. Đúng rồi, Mạch Mạch, lễ đính hôn của chúng tôi cần phải có bạn trai đi cùng. Nếu cô thật sự không tìm được, tôi có thể giới thiệu một số ông già giàu có cho cậu. Dù sao cậu cũng đang mang theo cái bình dầu. Đúng rồi, những ông già hôi hám, giữ lại mà dùng cho riêng mình đi. Cô là kẻ thua cuộc. Cô có thể tìm được loại đàn ông nào? Bạn trai của tôi, gia thế nổi bật, giàu có và đẹp trai. Tham gia tiệc đính hôn giữa bạn trai cũ và bạn thân cũ rất không phù hợp. Tôi đi trước. Tôi nghĩ cô chỉ đang khoe khoang. Nếu có thể cô dẫn anh ta đến đi. Tôi đang rất bận. Cô ấy lại làm điều đó nữa. Vân Mạch Mạch, cô có quá sừng sỏ không? Làm sao mà chỉ cần gặp đàn ông là nhảy lên vậy? Muốn xem lại trò đùa của tôi? Chồng ơi, anh đến đây. Người ta thậm chí không nhìn cô, làm sao có thể là bạn trai cô chứ? Ngay cả khi cô tìm một diễn viên cũng phải nói chuyện với người ta, kịch bản trước chứ. Ông chủ, làm ơn giúp tôi đi, đại ơn đại đức này tôi sẽ không bao giờ quên. Tìm người ta diễn mà người ta cũng không thèm quan tâm đến cô. Vân Mặc Mặc, cô đáng thương quá. Cô cảm thấy cô ấy cần chi bao nhiêu để tôi diễn cùng cô ấy? Trang phục của anh, một ngày 500 tệ. Anh yêu, nhìn đồng hồ trên tay anh ta có vẻ như là hàng giả. Đồng hồ này là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, cả thành phố chỉ có một cái. Nó nằm trong tay Lệ Đình Sâm, tên mặt trắng anh. Sẽ không nghĩ thuê một bộ đồ là có thể làm CEO chứ? Tôi biết vô số các nhãn hiệu đồng hồ. Đồng hồ của anh nhìn là biết giả rồi. Lệ Tổng, đây là bài diễn thuyết buổi lễ kỷ niệm sự kiện sắp tới của ngài. Lệ Tổng chính là cái người vô số phụ nữ muốn làm mẹ kế cho con của anh ta á? Lệ Tổng, thanh niên, đừng bị anh ta lừa. Bây giờ đám chó mèo cũng dám giả mạo Lệ Tổng. Anh họ tôi chính là quản lý khách sạn này. Bây giờ tôi sẽ gọi anh ấy ra đây. Vân Mạch Mạch, cô chờ đấy. Cô và tên mặt trắng này sắp bị đuổi ra ngoài rồi. Anh đến quầy lễ tân khách sạn nhanh. Có người giả mạo ông chủ của anh. Ai dám giả mạo Lệ Tổng? Anh chính là hắn ta. Người đâu? Ném hắn ta ra ngoài cho tôi.